Hello, xin chào tất cả các cô chú và anh chị em đã đảo lại kênh Phương Đồ Cũ ha. Đó, hôm nay em lại lên vài đơn cho cô chú và anh chị em chế cháo nè. Đó, hôm nay em lại like chỗ mới nha mọi người. Đó, chỗ mới là cái kho này nè mọi người. Đó, cái kho này cắt cũng hổng gài cắt đó anh em, cắt cũng gần xong rồi ha. Cũng hơi hoàn thiện rồi chứ chưa hoàn thiện, còn cửa nẻo chưa nữa anh em ơi. Nhưng mà bên kia quá chẹt rồi nên em qua đây em like ha. Đó, đây trước mặt mình lại là có nè hai cái nguồn âm ly đó. Nguồn này là mấy anh em rất là cần nha, đó nên em sẵn lên bán cho anh em nào mà cần á thì hốt về chế cháo ha. Đó, quạt tụ nguồn mạch rồi máy sấy máy kẹp, lo chung của Sony, cặp chép này cặp chép cũng nào mà thấy cũng xịn xịn nè anh em. Đó, lo chung Kenworth cặp lo. Rồi, nhất là cái này nè, cái này là cái gì nè anh em? Đó, cái này của Hồng Boss nè. À, này của Mỹ nha, Boss Mỹ vậy đó anh em. Đó, hai khúc lo. Đây, đèn cần cassette ai qua. Cái này là gì ta? Cái laptop Toshiba. Đó, khúc lo Sony. Rồi, không nói dài dòng nữa, em sẽ dựng máy và báo giá từng đơn cho cô chú và anh chị em chốt đơn ha. Đó, trước khi vào video á, thì em cũng xin chúc cho tất cả các cô chú và anh chị em trên mọi miền Tổ quốc ha, một ngày mới thật nhiều thành công và nhiều sức khỏe ha. Đó, mã đầu tiên của em là lên mấy con tụ nguồn này đi anh em. Đó, cái này nè anh em, cái này là cái dĩ mạch em gỡ ở trong cái con súp điện ha. Súp điện nó có khoảng tầm 17, 18, 20 gì đó anh em. Em quên rồi, em nhớ gần gần vậy đó. Nè, đó, em thấy cái dĩ mạch này còn rất là đẹp. Nó có tụ linh kiện đồ rất là đầy đủ, em thấy rất là đẹp à, nên em bán cho anh em về có cặn gì á, thì hốt cái này về chế cháo ha. Đó, còn rất là đẹp nha. Nè, mấy con IC nè. Rồi nguồn. Đó, nguồn này như nè. Đó anh em xem ha. Rồi tụ. Đó, khá là đẹp nha anh em. Đó, với lại mấy con tụ này nè. Mấy con tụ này em gửi cho mấy cam ly nghe anh em. Đó. Nè, tụ này là nhiêu nè anh em đọc nha. Nè, đó, nó để da băng đàng hoàng nha. Đó, con này cũng vậy luôn. Con này thì nó hơi nhỏ hơn xíu. Nè, bên đây nè. Đó. Đó, anh em nhìn anh em biết nha. Nè, cái này cũng vậy luôn. Hơi mờ ta. Đó. Rồi, em sẽ bán hết cái đống tụ nguồn mạch này cho anh em. Về có cần gì thì lấy linh kiện chế cháo nha anh em. Đó, em để lên mã này ha. Mã đầu tiên em lên là tiếp theo mã vừa rồi luôn. Mã vừa rồi, mã cuối vừa rồi là mã 43. Rồi em tiếp theo mã vừa rồi là mã này mã 44 nha anh em. Đó, mã 44 em sẽ để cho anh em với giá là 100k nha. Rồi, mã 44 100k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nữa nha. Rồi, mã tiếp theo em lại lên là mấy cái quạt này nè anh em. Đó, mấy cái quạt của trong mấy cái ly em gã ra nè nha. Đó, em sẽ lên 10 con quạt như thế này. Để em đo đường kính coi nó bao nhiêu phân ha. Nè, cái này là quạt 8 phân nha anh em. Nè, 8 phân vuông nha. Đó, như nhau, 10 con như nhau. Đó, rồi em sẽ test cho anh em xem. Còn hoạt động bình thường nha. Bán cho anh em về chế cháo làm gì làm đó. Em thử cái này là nguồn 12V nè. Em có bình anh em ơi. Đó. Nè, đó. Quạt nha. Rồi này nó 10 cây đặt nên mình test nó hơi nhanh xíu nha anh em. Đó. Cộng đen thì ở ngoài nè, cộng đỏ sọt phía trong nè. Rồi đâu xong. Đó, nè. Đó, chạy nghe anh em. Rồi. Tiếp tục. Nè. Đó. Đó, để tránh mất thời gian của anh em test nhanh nha, tại nó 10 con nè. Nè. Chạy rất ok nghe anh em. Đó, anh em nào cần mấy cái quạt này thì hốt về nghe anh em. Bán giá rẻ yêu thương. Đó. Nè. Ok. Tiếp tục. Đây. Đó. Đây. Đây.
Đó, hoạt động tốt nha anh em. Nói chung là mấy cái này là thử sóng em mới gửi cho anh em nha. À. Đó. Đây. Rồi, khá là ok. Đó, em sẽ bán 10 con quạt này anh em cho anh em vài trái cháo nha. Đó, mã này là mã ở ngoài đồng người ta đang xới đất anh em ơi. Có hơi ồn thì anh em cũng thông cảm nha. Đó, ngoài lộ thì xe chạy, còn vô tới đây thì người ta xới đất nha, chuẩn bị vụ mùa tới. Rồi, mã này là mã. Hay dạ, mã này là mã 45, em sẽ để 10 con quạt này cho anh em với giá là 100k nha anh em. Rồi, mã 45 đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đây, mã tiếp theo em lại lên là hai cái nguồn âm ly nữa nghe anh em. Đó, hôm nay em lại lên nguồn nhỏ nghe anh em. Đó, hết nguồn bự rồi. Lên cho sẵn đủ một combo của âm ly của nó luôn. Rồi hãy lên mã tiếp theo nữa ha. Đó, nè em lại lên hai nguồn nè. Nguồn này bé bé xinh xinh nè, nó có để có để thông số gì nè anh em. Đó, anh em đọc nha. Điện áp vào thì 220V, điện áp ra là 30V, 0V, 30V gì đó, 15V gì đó. Cái này chắc 30V đối xứng, 15V đối xứng gì đó anh em ơi, không gành nha. Em nghe nói gì em nói theo rồi. Anh em nhìn anh em hiểu nha, anh em biết nha. Đó, cái nguồn này hơi to xíu. Nè, bụi bặm. Hàng cũ mà anh em, phải bụi bặm rồi, về vệ sinh lại. Còn rất là đẹp, rất ok. À, dây nhợ thì rất là yêu thương. Đó, em sẽ đo đường kính hai con này coi nó bao nhiêu. Hôm nay thì lên nguồn nhỏ bé bé xinh xinh cho anh em trái cháo thôi ha. Nè, cái này bề ngang nó là 7 nè. Đó, bề sâu của nó là 6. Đó, bề đứng của nó là 9. Con này hơi to hơn xíu. Hơi to hơn xíu này, chiều ngang của nó là 8,5 nè. Đó, chiều sâu của nó là 6. Rồi, chiều đứng của nó, chiều đứng của nó là 10 nha anh em. Đó, thì hôm nay nguồn nhỏ thì em lại lên giá yêu thương nha anh em. À, thì nói chung là gã thì bữa nào hên hên thì được nguồn bự, còn nào xui xui thì được nguồn nhỏ nha anh em. Rồi, mã này là mã 46. Đó, 46 em lại lên hai cái nguồn âm ly nhỏ này cho anh em với giá là 120k nha anh em. Đó, mã 46 120k đã đi qua. Rồi em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đó, mã tiếp theo của em là lại lên là một con máy sấy nè và một con máy kẹp nữa nha. Đó, cũng còn vài con nó hết rồi nghe anh em. Đây. Đó, trước tiên là con máy kẹp này đi. Đó, máy kẹp này thì cái dây nó gì nè nghe anh em. Đó, nó mắc cái nút ở chỗ này nè. Đó, rồi người ta quắn chỗ này chứ không phải là đứt dây nha. Nó mắc cái nút này rồi ta quắn ở đây nè, ta sợ đứt dây á, ta quắn ta kẹp ở đây. Chứ nó không có đứt dây trong đây nha. Rồi, em sẽ thử con máy sấy này nha. Đó là lột, em sẽ thử con máy kẹp này nha. Đó. Dây nhợ thì cũng rất là yêu thương nè, rất là dài nha anh em. Đó, xài điện 220 thì mình ghim vô 220 thôi. Đó, nghe tít tít nha anh em. Rồi mở nguồn lên. Nè, mở nguồn ở đây nè. Đó. Nè nó để gì nè, 33C gì đó anh em nè, nó chạy lên nè nghe. Đó. Cái này hình như chỉnh lên nè, đó. Cộng là chỉnh lên hết gì nè. Đó, đó. Nè nó để tới 210 là hết nha. Rồi cái này nè, hạ xuống nè. Đó, trừ là hạ xuống nha. Rồi. Nóng nha anh em. Đó. Cái này là thanh lý ở trong cái mấy cái tiệm tóc người ta nghe, còn hoạt động rất là bình thường. Nhưng mà cái là nó hơi cũ xì và xước xẹt thôi. Nhưng nó hoạt động là rất ok nha. Rồi. Đó, rút chui. Rút chui thôi. Đó, thử máy kẹp xong rồi tới máy sấy nha. Đó. Đây. Máy sấy khá là nặng nha, nặng hơn mấy con trước em bán luôn á. Nè, nói gì nè nghe anh em. Nè. Về vệ sinh lại là rất là đẹp nha. Đó. Dây rất là yêu thương, dây xịn luôn nghe anh em, chui xịn luôn nha. Đó. Dây khá dài nha. Trời ơi, dây không cũng đủ tiền anh em ơi. Đó, nè, dây như dây nè được chưa anh em. Rồi, ghim điện thử thôi. Ui, chạy luôn tận. Chạy luôn, tắt tắt. Đó, cái này nguồn nè. Đó. Lớn nè, nhỏ nè, nó có hai mức nha anh em. Đó, con này nóng lạnh nè. Đó thì cũng như mấy cái kia thôi. Đó. Con này chạy rất êm nha. Nguồn nóng rồi. Rồi muốn mát thì hạ xuống hết nè. Đó, mát nè. Rồi, rất là ok nha anh em. Đó, tắt thôi. Đó, chui. Rồi, em sẽ lên giá hai con này như thường lệ cho anh em chốt ha. Đó. Mã này là mã 47 nha anh em. Đó. Mã 47.
em sẽ lên con máy kẹp và con máy sấy này cho anh em với giá là 100k cũng như thường lệ nha anh em. Đó, một con thôi cũng dư tiền rồi anh em ơi. Rồi mã 47 đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo đó nghe anh em. Rồi mã tiếp theo của em lại lên là hai cái cặp chung của Sony thế vậy nè anh em. Đó, cái này phải chung không ta? Chắc chung quá. Nè, nó như vậy nè nghe anh em. Nè. Đó, Sony nha. Con này cũng vậy thôi. Đó. Cái này Sony Thái Lan vậy nè. Ôi giời ơi, có một con gách nè nghe anh em. Đó, khui con này coi. Ồ, con này còn đẹp nghe anh em. Nè. Đó. Đây nó cũng bị gách mà gách nhẹ nè. Nè. Hết xíu nha. Rồi, em sẽ đo đường kính con này coi nó nhiều. Đó, bốn con như nhau thì em đo một con thôi nghe anh em. Đó, cái này 7 phân nha. Đó, 7 phân vuông, tâm 2 lốp thì nó 8 phân. Rồi, test nhạc coi nó có hát hò gì không nghe anh em. Nè, test con gách trước nha. Đó. Gách mà hát rất tốt nha anh em. Đó. Rồi tiếp theo con này coi. U, con này nó cũng bị chút xíu nè nghe anh em nè. Đó. Ơi mấy cái này anh em mua về làm việc làm màng lại là rất ok. Cool thì còn. Đó. Hát quá đỉnh. Hát cho bon bon nghe anh em. Đó. Rồi tiếp theo con này coi. À dạ, bóc con nguyên thử coi. Bóc con nguyên trước nha. Oh, hát nha anh em. Đó, hát rất hay nha. Con này coi. Rồi con này đã chết rồi anh em ơi. Đó, cặp này thì con chết con sống, còn cặp này thì là một con gách hai con sống. Rồi rất ok. Em lên mã này cho anh em nha. Mã này là mã, ủa mã như ta, mã 48. Đây. Mã 48. Em lên hai cặp chung này của Sony cho anh em với giá là 100k nghe anh em. Đó, anh em mua về làm lợi một con là dư tiền nghe anh em. Đó, mã 48 đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nha. Đây, mã tiếp theo em lại lên một cặp chép nữa nghe anh em. Đó, cặp chép này của thằng nào mà em muốn gành nó nghe, mà nhìn nó rất là đẹp, giống như hàng xịn vậy anh em. Nè, nhưng mà người ta chế cháo hay sao đó. Nè, như vậy nè nghe. Cui. Đó. Con này cũng vậy. Nó mắc cái mũi lo nghe anh em, hay là tại người ta làm không có mũi lo ta. Nè, nó như vậy nè nghe anh em. Đó. Đo đường kính con này coi nó bao nhiêu, bán giá yêu thương về anh em làm gì làm ha. Đó. Cái này mình đo hết luôn ra miếng mũ luôn là 11 nè. Đo con chép không chắc 8 phân quá. Đó, đo hết ra miếng mũ 11. Rồi, ok, sẽ test nhạc coi nó có hát không nghe anh em. Con này nó hát, mình hát nhỏ xíu anh em ơi. Đó. Ủa con này không hát luôn ta. Rồi vậy là con này chết veo luôn anh em ơi. Ồ em nhớ nãy là em test là nó còn hát ta. Rồi chết veo luôn. Rồi bán giá yêu thương cho anh em về làm gì làm ha. Đó, đi xuống đây luôn. Mã này là mã 49. Em sẽ để cặp chép này cho anh em với giá là 50k nghe anh em. Đó. Rồi mã 49 50k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nha. Rồi, mã tiếp theo của em lại lên là cái cặp bát hay cặp súp gì nè anh em. Đó, nó như vậy nè nghe anh em. Khui. Ôi giời ơi, nó rất là đẹp nha. Đó, nó để chữ Zumbo gì nè anh em. Đó, viền màng còn rất là đẹp nha. Màu mè rất ok. Đó, em sẽ đo đường kính con này coi nó bao nhiêu nha. Đó, chiều ngang của nó là 18 nè. Đó, củ từ của nó là 10. Ây da, cun. Nè, cun còn riêng nghe,
cuôn còn riêng nha anh em. Đó, đó anh em nhìn anh em biết nha. Đó, con này nè, con này cũng vậy thôi. Đó, còn khá ok, chỉ có cái là nó bị xét xét cái này thôi, anh em về sơn là không sao nha. Đó, rồi em sẽ test nhạc thử coi nó như thế nào ha. Đó, test nhạc coi nó hát hò như thế nào nha anh em. Đây, test nhạc thôi. Nè, em đi thẳng nha. Đó, hát rất ok nha anh em. Quá hay, quá hay. Nè, cái chỗ này nè, cái viền nó bị gì nè anh em. Nè, đó. Cái viền nó bị găng 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 như gì nè. Anh em mua về, anh em thay cái viền này ha. Cái màng thì rất là đẹp, cái mũi cũng rất là đẹp luôn. Con này thì còn ok. Nè, con này thì nó cũng hơi hơi thôi chứ nó chưa có sức ra, còn con này thì nó nứt ra luôn rồi. Còn con này nó mới găng găng thôi chứ chưa sức. Rồi, lại test con này nha. Nó hát quá hay anh em ơi, rất đỉnh nha. Rồi ok ok, rồi em lên mã này cho anh em hốt về trái cháo nha anh em. À, cái màng nó rất là đẹp, cái mũi nó cũng đẹp luôn. Mã này là mã 50 nha anh em. Đó, 50. Em sẽ lên giá cặp này cho anh em với giá là 120k nha. Đó, đúng ra em tính lên 150k đó anh em, nhưng mà cái này nó hơi nứt nhẹ nè. Đó, em bớt cho anh em 30k giờ anh em làm lại nha. Rồi, mã 50, 120k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em lên một cặp chung của thằng Kenworth nè. Đó, Kenworth Indonesia gì nè anh em. Đó, hàng xịn sò nha. Cui. Nè, nó như gì nè nghe anh em. Đó, cái màng nó xinh dờn, nhưng mà cái là nó gách nè. Nó gách cái gì nghe anh em. Đó, con này cũng vậy thôi. Nè, nó gách cái viền nè. Đó, anh em mua về thay viền nha. Nè, cuôn. Cuôn nó như gì nè nghe anh em. Đó, đó anh em nhìn anh em biết nha. Đó, bán cho anh em về tăng trang lại nha, sửa chữa lại. Đó, đó cuôn nó như gì nè. Rồi, đo đường kính thôi, con này nó bao nhiêu nha. Đây, con này là 10 phân nha anh em. Đó, tầm 2 lỗ ốc của nó là 12, 12 năm. Của từ đôi nha. Đó, của từ nhỏ thì 6,5. Của từ lớn, đây, của từ lớn thì 7,5. Rồi, ok, test nhạc thử coi nó có hát không nha anh em. Đó, rồi, con này nó đã chết rồi nha. Đó, con này nó chết rồi. Tới con này coi. Đó, con này hát nha. Rồi, sống một con chết một con, em sẽ lên cặp Kenworth của Indonesia, cặp Kenworth lo chung Kenworth xịn sò này cho anh em với giá yêu thương anh em về làm lại nha. Đó, cặp này mà còn sống thì anh em biết giá rồi đó, nó đỉnh như lắm nha anh em. Rồi, mã này là mã 51. Đó, mã 51 em sẽ lên cặp Kenworth, cặp lo chung Kenworth này với giá là 150k nha anh em. Đó, mã 51, 150k đã đi qua. Rồi em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đây, mã tiếp theo em lên nè. Đó, lên là cái đèn led ốp trần gì nè anh em. Đó, kiểu tổ ong gì nè. Đó, còn rất là đẹp, rất mới trong hộp luôn. Để khui ra coi bên trong nó sao. Nè, bên trong nó gì nè anh em. Đó, còn trong bọc luôn. Đây, bên trong nó gì nè. À, có một cái là xé chỗ này đặng mà thử điện cho anh em xem ha. Đó, còn rất là mới luôn nè, là nó như vậy nè. Đó, rồi để em đo đường kính cho anh em hình dung cái đèn này nó như thế nào ha. Cái này nó tròn nha em. Nè, em sẽ đo như vậy đi. Đó, 21 nha anh em. Đó, nè, cái đèn này 21. Rồi ok, mình câu điện vô test thử coi nó có phát sáng không nha anh em.
Đó. Câu điện vô thôi. Điện 220 nghe anh em. Lần đầu tiên câu điện hơi rung nghe anh em. Rồi cầm hai cái mối này nha, rồi ghim chui nè. Đó. Ây da. Chói nha. Nè. Đó. Còn hoạt động nha anh em, rất đẹp, mới chát luôn. Rồi rút chui, rút chui. Rồi em sẽ lên cái con đèn led này cho anh em về về gáp lên trần nhà nha anh em. Rất là sáng nha. Đó. Mã này. Mã này là mã 52. Đó. Mã 52 em sẽ lên cái đèn này cho anh em với giá là 80k nha. Đó. Rồi mã 8, mã 52, 80k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Em lại lên mã tiếp theo ha. Đó. Mã tiếp theo của em lại là có một con cái laptop hay gì nè anh em, hay máy tính bảng gì đó. Nè nó như gì nè, hiệu của Toshiba nha. Đó. Nè, thông số nó gì nè anh em đọc nha. Đó. Ồ vậy là cái này cái máy hát đĩa nè em ơi. Đó. Máy hát đĩa của Toshiba nè nha. Đó. Đó hết người ta sớ đắt rồi tới gà gáy chim kêu nghe anh em. Rồi khui để coi bên trong coi nó như thế nào nha. Ôi khui khui. Trời ơi bên trong nó đẹp như gì nè anh em. Nè nó. Chỗ này nó có chỗ vỏ đĩa nữa nè. Đó vỏ đĩa đâu ta. Đó nè. Lên đĩa luôn nha. Rồi đóng lại. Đóng lại. Mở lên thử rồi. Đó. Đó nó như vậy nè. Nó có hai cái lo hai bên nữa nè nghe. Nè màn hình như vậy. Đó đó. Cái này á, tình trạng là em ghim thì em thấy nó cháy đèn nha, nhưng cái màn hình thì nó không có lên. Rồi em bán giá yêu thương vậy anh em làm gì làm nha anh em. Đó. Mã này là mã 53 nha. Máy hát đĩa của Toshiba xịn sò mã 53. Để cho anh em với giá là 100k. Đó, mã 53 100k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi, mã tiếp theo của em là lên hai cái khúc lo này nghe anh em. Đó, hai khúc lo này thì nói chung là clip nào em cũng lên ha. Tại em thấy mấy anh em thích mấy cái này thì em lên mấy này cho anh em chốt. Nè, hai cái con này á thì cái chân của nó đẩy cái chữ nó khác nhau nè. Không quan tâm nghe anh em. Nó giống nhau cái lo cái ba cái chép là được rồi. Nó rất là ok nè, rất đẹp. Đó. Trong đây là cái lo dài nha anh em. Đó, một lo một chép, cái lo dài còn rất là ok. Chỗ này thì nó có bị chuột cạp chút xíu, chạy chút xíu không sao. Nè. Còn liền lạc ok. Con này thì cái đít nó nè. Cái đít nó hơi bị nứt xíu. Nè, đó. Nó như gì nghe anh em. Cái này căng thì nó hơi méo méo xíu nè. Thì nói chung vận chuyển thì nó hơi phải méo méo xíu nghe anh em. Đó. Hàng cũ mà. Rồi em sẽ đo đường kính con này coi nó nhiêu nha. Thì chắc nó cũng giống như mấy con trước thôi anh em ơi. Nè. Đó. Bề ngang nó là 10 nè. Bề sau của nó là 8. Rồi, bề đứng của nó 31 hơn. Ok. Rồi em sẽ test nhạc nha. Đó. Test nhạc thôi. Mấy con này thì nó hát rất là hay nghe anh em, rất đỉnh nha. Ok nha anh em. Rồi, tiếp tục test con này thôi. Tới con này nghe. Đó. Âm ly xì ke xí mũi anh em, nó hơi bị gột kẹt nha. Đó, chỉnh hơi chỉnh chút xíu là nó gột kẹt rồi. Đó. Rất là ok, tại cái em ly da chai của em nó gồ gạt lắm em ơi. Đó, hát rất đỉnh nha anh em. Ok. Rồi, em lên mã này cho anh em chốt nha. Hai khúc lo rất đẹp nè, đó. Mã này là mã nhiêu ta? Mã này là mã 54 nha anh em. Đó. Đây.
mã 54, em lên giá cho anh em hai khúc lo này cũng như thường lệ với giá là 100k. Mấy clip trước anh em nào mà chưa chốt được á, thì hy vọng là clip này anh em sẽ gặp cái này chốt ha. Rồi mã 54 100k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đó, mã tiếp theo của em nè. Đó, lên một cái khúc lo của Sony nghe anh em. Hạ xuống xíu rồi. Đó. Nè, khúc lo nó như gì nè nghe anh em. Đó. Nè. Cái này bằng mũ nha, bằng mũ chứ không phải là bằng cây nha. Đó, thông số nó nè. Đó đó. Anh em đọc nghe anh em. Đó, còn rất là ok, liền lạc. Rồi để đo đường kính con này coi được chiều dài nó nhiêu cho anh em hình dung nha. Đó, con này chiều dài của nó là 28. Đó. Chiều ngang của nó là 15. Đó. Chiều đứng của nó là 10. Ok. Rồi em sẽ test nhạc con này coi nó hát như thế nào nha anh em. Đó. Test nhạc thôi. Như gì nè nghe em, hát rất hay nghe. Đó. Quá hay. Rồi, ok con gà dê. Rồi, mã này là mã 55. Đó. Mã 55 em sẽ lên một khúc lo của thằng Sony xịn sò này nghe anh em. À, mã 55 em sẽ lên cho anh em với giá là 200k nghe anh em. Đó, mã 55 200k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đó, ê, mã tiếp theo em lại có một con cassette ai qua rất là đẹp. Ồ, cao lên xíu. Đó. Đây, cassette ai qua nó như thế này. Đó, mặt trước rất là ok. Hai cái bát rất là đẹp, nút ná còn đầy đủ. Đây, quay mặt sau. Đó, mặt sau như thế này. Nó đã mắc anten nghe anh em. Nè, mắc anten rồi, còn cái này không à. Rồi, nè nó như thế này, còn liền lạc. Đó. Đây, thông số hay cái gì nè, anh em đọc nha. Đó. Rồi, cái này tình trạng đó là em ghim nguồn nó không có lên anh em ơi. Nó không có lên nguồn nha. Rồi em sẽ bán cái con Aiwa này, con cassette Aiwa này về cho anh em làm gì làm ha. Lấy bát hay lấy linh kiện gì đó hay dù chân cũng đẹp nữa anh em. Nè, còn rất là đẹp, một màu xanh rất là đẹp. Đó. Rồi. Em sẽ lên cái mã con cassette này cho anh em về làm gì làm nha anh em. Chân cũng rất là đẹp nha anh em. Mã này là mã 56. Đó, em sẽ lên cái con Aiwa này cho anh em với giá là 150k nha. Đó, giá nó yêu hương làm sao anh em biết chốt là gì đấy, cặp bát không đủ tiền nha anh em. Đó, khỏi cần chi mà nói nguồn hay là linh kiện nữa. Đó, còn chân cũng rất là ok, rất là đẹp. Rồi, mã 56, 150k đấy qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đó, mã tiếp theo của em là cái con này nè. Đó. Con này là con gì nè, còn rất là đẹp nè nghe anh em. Đó, hàng cũng xịn sò nha. Đó, như thế này nè anh em đọc nha. Đó. Model nó là cái gì nè, GS8 gì nè anh em. Đó, nút ná thì còn đầy đủ nha, còn rất là đẹp, rất ok. Có hai cái lo nó đẹp làm sao. Đó, ở phía sau nè. Đó, phía sau nó như vậy nè. Đó, ây da, thấy được không ta. Cái này là đó như vậy đó nha anh em. Model nó gì nè, GS8 gì nè. Rồi mít in tai quang gì đó anh em. Đó, cái này nó xài điện cái nguồn 12V nha. Đó. Còn bên đây nè, đây là gắm điện thoại hay gì đó. Nút ná thì đầy đủ, nó khá là nhiều, em không biết đường chỉnh đó nghe anh em. Đâu ghim chui thử coi nó là sao. Đó, ghim điện thử coi nó có lên hình không nghe anh em. Đó, power ở đây nè. Nè, đó, lên hình nghe anh em. Nè, lên hình nghe. Rồi chỉnh đâu ta. Chỉnh đâu. Thử play này coi. Ôi nó đàn luôn nghe anh em. Nè cái này dặn nhỏ dặn lớn gì đó. 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 Nó vậy đó nghe anh em.
Cái này nó giống như là một cái em thấy cái gì mà cái đàn nó ghim vô đây nè. Đó, nó giống như một cái âm ly của đàn hay gì đó anh em ơi. Đó, anh em nhìn anh em biết nha, em cũng không gành đâu. Nè. Đó. Đó. Khá là hay anh em đó. Thử cái này coi. Đúng rồi. Dạ. Đó. Nút ná thì bấm ăn đầy đủ nha anh em, nhưng mà không biết đường chỉnh đâu đó, em chỉnh hát như vậy là cho anh em xem được rồi thấy à, gọi anh em về anh em nghiên cứu trái cháo vậy nghe, chứ em thấy là nó hát vậy là rất ok nè. Đó, còn những cái phần khác á, còn những cái phần khác thì anh em về tự nghiên cứu nha anh em. Đó, ok ok. Tắt nguồn. Đó, lúc tươi thôi. Đó. Thì cái này thì nó gồm luôn cái nguồn này như vậy nè nghe anh. Đó. Cái nguồn người ta nói gì nè, của nó sao thì em để như vậy cho anh em luôn. Đó, em sẽ đo đường kính cho anh em hình dung cái này nó ra sao nha. Đó, chiều ngang của nó là 26. Đó. Chiều đứng của nó là 20. Chiều sâu của nó đo sao ta? Đo dưới này đi. Nè, chiều sâu của nó nè. Đó, là 15 nha. Còn ở trên này, ở trên thì nó dẹp lại nè anh em, chừng 5 mà ha. Đó. Đó con anh em biết con này con gì nghe, em không cần đâu, em thấy nó hát hay, đỉnh đẹp. Thì em bán cho anh em về, anh em nào cần đó thì hốt nó về chế cháo làm gì làm. Rất là đẹp, hát rất ok. Đó. À. Rồi, em sẽ lên mã này cho anh em về chế cháo nghiên cứu gì đó nghe anh em. Mã này. Mã này là mã 57. Đó, 57 em sẽ lên cái con này với giá là 250k ha. Đó. Đó, mã 57 250k, còn rất đẹp nha anh em. Ồ, anh em về mua cái này về nghiên cứu nè, chế cháo im lắm. Rất là hay, rất ok, đẹp. Rồi, mã 57 cũng là mã cuối cùng nha. Đó thì tất cả các sản phẩm ưu tiên cho anh em chuyển khoản ha. Đó, mã 57 cũng là mã cuối cùng luôn. Rồi em hôm nay em cũng lên có bao nhiêu đồ cho anh em chế cháo đó ha. Rồi không nói dài dòng nữa, em xin kết thúc video tại đây. Anh em nào mà thấy hay á thì cho em một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.